bạn có chồng mà chồng lại yêu thích một cái em bé sugar đường, mà bản thân bạn là người phụ nữ không có đáp ứng được những cái nhu cầu mong muốn của chồng, thì có thể là bạn phải là cái người chấp nhận cái điều này như một lẽ đương nhiên trong cuộc sống. Nếu bạn không chấp nhận được thì sao, đúng không? Bạn không chấp nhận được thì bạn phải ly hôn, tại vì bạn không thể bắt người khác ăn chay hoặc là chết đói hoặc là nhịn giống như bạn được. Bởi bạn là một người phụ nữ lãnh cảm, hoặc là bạn đã đến cái tuổi mà không còn ham muốn về đường tình dục nữa, thì bạn phải chấp nhận cho chồng của bạn ăn ở bên ngoài. Bạn không thể nào nấu ăn một bữa ăn ngon cho chồng, thì bắt buộc người đàn ông kia cũng không phải vì bạn nấu ăn dở mà anh ta muốn ăn cùng với bạn đâu. Rất hiếm những người như vậy, vì chúng ta là người lớn, chúng ta sẽ nói về lợi ích vì cái tính thực dụng của bản thân mình nhiều hơn. Sống trên đời làm việc cho vợ cho con, mang những lợi ích cho gia đình, mà chính bản thân anh ta không hưởng thụ được điều gì thì anh ta sẽ không còn cảm thấy mục đích sống của anh ta làm cái điều gì nữa. Khi bên cạnh anh ta có rất nhiều người đàn ông cũng giống như anh ta, và anh ta cho phép anh ta được hư hỏng như vậy, anh ta nghĩ rằng mình có tiền là có quyền. Cái quyền năng của anh ta đó là mang tiền về cho gia đình, cho vợ con, và anh ta không bỏ vợ. Đó chính là điều mà anh ta cảm thấy như vậy là đã tròn trách nhiệm và không làm gì quá đáng với vợ. Chính vì tư tưởng như thế nên anh ta sẽ không muốn bỏ bạn. Còn nếu bạn là một người phụ nữ lãnh cảm và chán ghét cái chuyện quan hệ tình dục, cũng như là bạn không còn ham thích cái chuyện gần gũi đàn ông nữa, thì bạn bỏ chồng, sau khi bạn bỏ chồng thì bạn cũng không thể nào đến với một người đàn ông khác được. Bởi vì người đàn ông đến với bạn mà bạn không có đem đến cho họ những cảm xúc về tình dục thì họ cũng không lấy bạn để làm gì. Cái điều này là điều thực tế chúng ta nên nghe, chứ chúng ta không nên ghét. Vì ai cũng vì những lợi ích của mình mà đến với một mối quan hệ thôi. Chính bản thân bạn cũng vậy. Bạn bây giờ không quan hệ tình dục với chồng, không thể gần gũi được với chồng, thì bạn bắt đầu muốn giữ chồng. Giữ chồng nhưng bạn lại không cung cấp cho chồng những cái giá trị chồng của bạn đang cần. Chồng của bạn cần trong một mối quan hệ vợ chồng đó là phút giây thăng hoa về tình dục, tình cảm. Nếu anh ta không cần những điều đó thì anh ta cần gì lấy vợ? Khi mà cùng sống với nhau đến một giai đoạn nào đó, người vợ sẽ không còn có khả năng đáp ứng những cái vấn đề đó, thì người đàn ông ngoại tình, tôi chẳng có thể nói rằng người đàn ông ngoại tình là đúng, nhưng đó là những cái nhu cầu tất yếu cho họ. Họ không phản bội ngoại tình bằng cách yêu thương người đàn bà khác, thì họ cũng sẽ đi mua những cái điều đó thông qua một người phụ nữ khác. Cái chuyện mà bạn đặt ra một câu hỏi là bạn có nên mua dụng cụ tình dục, hoặc là mua sex toy, hoặc là mua búp bê tình dục cho chồng hay không, thì tôi đưa ra cho bạn một cái phương án đầu tiên, đó là bạn hãy giúp cho chồng thỏa mãn vấn đề đó bằng tay, bằng miệng, hoặc là bằng thân thể, hình thể chẳng hạn, body của bạn đó. Nhưng mà thực tế ra mà nói như thế này các bạn, khi mà một người phụ nữ đã chán ghét cái chuyện quan hệ tình dục rồi thì không khác gì bạn bắt một cái đứa mà nó không có yêu thích một cái môn gì đó mà nó làm cái môn đó. Giống như cái người không có khả năng leo núi mà bạn cứ bắt nó leo núi, nó leo không được, nó đi một bước rồi nó ngồi nó nghỉ. Ví dụ như bạn muốn một người nào đó mà nấu nấu ăn mà nó không có giỏi nấu ăn, nó không thích cái việc nấu ăn, nó nấu không ra hồn. Nó cũng nấu chín đó, nhưng mà nấu không ra hồn. Cũng giống như việc mà một người mà đã không thích cái chuyện tình dục rồi mà bạn cứ bắt người đàn ông đó phải âu yếm bạn, diễn như là một diễn viên hạng A giỏi như vậy, rồi cũng hôn bạn, rồi cũng trườn lăn lê như vậy, người ta không làm được. Đàn ông cũng không làm được những điều giả dối như vậy với vợ của họ khi mà họ là người liệt dương. Thì người đàn bà cũng vậy, khi người đàn bà lãnh cảm thì người đàn bà cũng không thể làm những cái chuyện như vậy, không thể nào đóng kịch như một diễn viên phim ít ít, hoặc là phim con heo, phim người lớn, hoặc là dạng như là cô giáo Thảo, cô giáo gì đó, để mà diễn cho chồng, để làm cho chồng thỏa mãn. Mặc dù người ta biết rằng chồng người ta cần những điều như vậy, nhưng mà đứng trước một diễn viên dở tệ như người vợ, không phải là gái ngành, không phải là cái người có năng khiếu trong những cái vấn đề tình dục, thì người đàn ông cũng cảm giác như là chán. Tại vì sao? Hai người hát mà một người hát dở, một người thì cố hát để cho nó hay, khi mà bản thân người ta hát cũng không nổi. Bạn thấy tình trạng này thì rõ ràng người đàn ông sẽ chọn cái cách là người ta ra ngoài ăn bánh trả tiền, hoặc là người ta sẽ đề nghị với bạn là mua dụng cụ sex toy. Các người đàn ông á mà nói thẳng với vợ rằng em mua cho anh một con búp bê hoặc anh muốn một cái dụng cụ tình dục á, là người đàn ông đó còn thuộc cái dạng coi như là chấp nhận ở bên cạnh bạn với một cái trạng thái thỏa mãn với một cái dụng cụ nó khác. Còn khi mà người đàn ông á, đa phần họ sẽ không muốn chơi đồ giả như vậy, mà họ sẽ tìm cái người bằng xương, bằng thịt, bằng da, bằng thịt, người có xúc cảm, người mà họ có tình cảm, chứ không phải là họ giải quyết để mà thỏa mãn nhu cầu của họ. Ngoài cái vấn đề họ thỏa mãn nhu cầu về tình dục, họ còn có cái nhu cầu về tình cảm, về những cái vấn đề tiếp xúc da thịt một người vận động.
Còn mua một con búp bê tình dục nó cũng không khác gì mua một cái thây chết. Và anh ta muốn làm gì anh ta làm, anh ta quằn quại lăn lộn với con búp bê đó. Bạn nhìn, nếu bạn là người vợ mà có tư duy tiên tiến á, bạn thông cảm với chồng của bạn á, thay vì mua con búp bê đó thì anh ta sẽ ngoại tình phản bội bạn á, thì bạn còn chấp nhận được. Còn nếu mà bạn mang một cái tư duy mà truyền thống, hoặc là bạn có cái sự phán xét á, thì bạn sẽ nghĩ rằng chồng bạn là người bệnh hoạn, lệch lạc về tư tưởng. Khi mà anh ta nói với bạn rằng anh ta cần búp bê tình dục, anh ta cần cái dụng cụ như thế, mà bạn lại là cái người không thể hỗ trợ giúp cho anh ta giải phóng năng lượng bằng cái việc là xoa nặn tay, hoặc là oral sex, tức là quan hệ tình dục bằng miệng, hoặc là body language, tức là bạn sẽ dùng cơ thể của bạn để mơn trớn anh ta, để cho anh ta giải phóng năng lượng của mình được, thì bạn sẽ nhìn vào một người đàn ông đang lăn lê bò trườn với cái con búp bê tình dục kia, bạn thấy gớm, ớn ói, và bạn sẽ quy kết rằng chồng của bạn đang mắc phải bệnh tình dục. Thế nên là bạn cần phải hiểu rằng khi người đàn ông đã mở miệng nói với bạn mua cho anh ta cái dụng cụ tình dục hoặc con búp bê tình dục, thì tức là anh ta muốn giải quyết cái nhu cầu của anh ta mà không bằng cái việc phản bội ngoại tình. Nói về một mặt nào đó, anh ta vẫn đang là một người đàn ông mong muốn cái điều cơ bản nhất là thỏa mãn cái dâm tính của mình. Đó là một nhu cầu hoàn toàn bình thường, bởi vì anh ta đã chọn cuộc sống hôn nhân chứ không phải là một cuộc sống tu hành. Với một người tu hành thì cái việc mà khống chế tình dục của mình đã là một việc rất khó và nhiều người đã thất bại. Thế nên là mình cũng phải thấy rằng người đàn ông không muốn phản bội vợ để chọn một cái hình thức là sugar baby hoặc là ngoại tình bên ngoài với một người đàn bà nào đó rồi để lại con rơi, hoặc là mua một cái cô gái mang tính là dịch vụ giải trí ở trong ngành mà lại lây những cái căn bệnh tình dục cho chính anh ta và vợ của anh ta nữa, thì cái điều đó rất đáng trách. Cái chuyện mà bạn phát hiện ra chồng của bạn đang có một em gái kẹo đường, một em gái mua bằng tiền, bạn bực bội vì điều đó. Và khi mà bạn nói như vậy, bạn trao đổi thẳng thắn với anh ấy, thì anh ấy yêu cầu bạn là mua cái đó cho anh ta để anh ta giải quyết. Thì anh ta muốn nói cho bạn biết là anh ta đang có khao khát để giải phóng năng lượng của bản thân mình. Thế nên bạn không nên quy kết và phán xét anh ta là người hư, người sai, người xấu, vì chính bạn là cái người không đáp ứng được những vấn đề đó cho anh ta. Một cuộc sống hôn nhân, một cuộc sống tình yêu, tình yêu nó khác với những thứ tình khác bởi vì nó có tình dục. Đó. Tình cha con nó không có tình dục, tình mẹ con nó không có tình dục, tình bạn nó không có tình dục, nhưng mà tình yêu nó có tình dục. Thế nên là bạn và chồng của bạn mới kết hôn với nhau, người ta đều có xu hướng mong muốn về cái việc giao hợp tình dục, người ta mới xây dựng một gia đình. Còn nếu mà bạn không mong muốn cái điều đó xảy ra với mình, thì đáng lẽ bạn phải nên ở một mình, bạn nên độc thân, bạn không nên có chồng, hoặc bạn đi tu sẽ là cái điều hướng đến với những người không có mong muốn tình dục, hoặc là không có khả năng tình dục, hoặc là cái vấn đề tình dục nó không có xuất hiện trong đầu. Giống như một người sinh ra đã không có cái nhu cầu tình dục, thì người đó sẽ thích hợp là cái người đi tu nhiều hơn, thay vì các bạn cứ cố lấy vợ lấy chồng để rồi phải tìm đến một cái đáp án không mấy thỏa đáng cho các bạn bằng cái việc là chồng bạn sẽ đi ra ngoài giải quyết ăn bánh trả tiền, hoặc là có một cái mối tình cảm nào đó với người phụ nữ khác, đi xa đi sâu hơn nữa là người đàn ông đó có con với kẻ khác, làm cho bạn khổ đau vì bạn yêu bạn ghen. Còn chính bản thân bạn cũng gớm, cũng không thích cái chuyện quan hệ tình dục, hoặc là bạn cảm thấy sợ hãi khi mà phục vụ một cái người đàn ông, hoặc là bạn sẽ có cái cảm giác là bạn phải chiều chuộng một người đàn ông khi người đàn ông đó có cái cơn hứng tình. Nếu mà bạn là người phụ nữ cùng có cái mong muốn hứng tình với người đàn ông thì bạn sẽ cảm thấy cái chuyện này rất bình thường. Còn khi mà bạn đã suy nghĩ khác về vấn đề quan hệ tình dục thì bạn sẽ cảm thấy gớm, bạn sẽ phán xét, bạn sẽ nghĩ rằng chồng bạn đang bị bệnh. Không phải là chồng bạn đang bị bệnh, mà là chính bản thân bạn đang không đồng điệu với chồng bạn trong cách nhận thức của một cuộc sống hôn nhân có chính dâm là cái điều cơ bản để gắn kết những người đàn ông và người đàn bà trong hôn nhân. Bạn nghe kỹ nhé. Thế nên trong tình huống của bạn, cái việc mà anh ta yêu cầu là mua dụng cụ tình dục và mua búp bê tình dục thì bạn nên làm điều đó. Vì sao tôi lại khuyên bạn như vậy? Vì trong cái điều không hoàn thiện, mình sẽ chọn cái điều gì đó nó gần tương đối với giá trị hoàn thiện. Tức là trong tất cả những điều xấu, mình sẽ cố gắng làm cái điều gì ít xấu nhất. Đó, tại vì không thể nào có một cái sự lựa chọn khác hơn được. Thay vì phá vỡ một mối quan hệ bằng cái chuyện anh ta ra ngoài ăn bánh trả tiền với những cô gái có khả năng lây bệnh cho anh ta và bản thân người đàn ông nó có thể lây nhiễm cho bạn, hoặc là anh ta phải đối diện với những cái chuyện liên quan đến cái án hình sự chẳng hạn. Ví dụ như là anh ta quen biết với một cái cô gái nào đó rồi
người phụ nữ đó lại có những mối quan hệ tình yêu tình cảm với người đàn ông khác, rồi ghen tuông giành giật bạn tình và có những chuyện ẩu đả, những cái vụ ám tình, tranh giành người bạn gái hoặc là quay đi rồi quay lại, không đáp ứng được những vấn đề mong muốn của nhau mà họ sẵn sàng xử khử nhau là như vậy. Tránh những cái tình trạng như vậy thì cái việc mà dụng cụ tình dục nó đáp ứng cho một số đối tượng đặc biệt nào đó, giống như trong tình huống của bạn, vợ lãnh cảm mà chồng vẫn còn ham và sung sức, thì cái việc mà mình không muốn chồng phản bội ngoại tình thì những dụng cụ tình dục nó giúp cho người đàn ông đó thỏa mãn những vấn đề như vậy. Tất nhiên nếu mà hoàn thiện nhất theo cái ý bạn muốn là chồng bạn sẽ tu hành, tất nhiên bạn là người lãnh cảm, bạn thấy cái việc không quan hệ tình dục nó là một cái chuyện rất là dễ dàng. Nhưng đối với người mà không có cái nhu cầu tu hành và họ không có duyên để tu hành, vì họ đã chọn cuộc sống hôn nhân thay vì cuộc sống tu hành, thì cái việc mà dứt đoạn tình dục khi mà hormone sinh dục của anh ta phát triển một cách bình thường hoặc là có cái cường độ sản xuất hormone sinh dục nhiều hơn những người đàn ông khác, thì cái điều này rất khó bạn nhé. Bạn muốn nhưng không phải là cái điều anh ta muốn. Bạn có thể làm được điều đó bởi vì bạn ngẫu nhiên ở trong cái tình trạng là sinh lý yếu hoặc là bị lãnh cảm hoặc là bạn không ham muốn về tình dục, nó có sẵn trong con người bạn rồi. Còn người ta là người có hormone sinh dục bình thường, hormone sinh dục mạnh, và cái giai đoạn của người đàn ông là chồng bạn nó đang cường tráng, nó đang khỏe mạnh. Thế nên là bạn không thể bắt anh ta giống như bạn được. Bạn ăn chay nhưng người khác ông không ăn chay được. Bạn có thể tu hành nhưng người khác không có muốn tu hành và không có khả năng tu hành chẳng hạn. Thì trong tình huống này, nếu mà cảm thấy không thể giải quyết được những vấn đề cho bản thân mình bằng cái việc mà bạn ghen tuông quá mức, bạn không chấp nhận được một người đàn ông bệnh hoạn, bạn cho rằng chồng của bạn yêu cầu bạn mua sex toy hoặc anh ta ra ngoài quan hệ tình dục với gái là một cái điều gì đó kinh khủng, gớm ghiếc, anh ta là cái kẻ dơ bẩn hoặc là anh ta là cái kẻ mà dâm loạn, cuồng dâm. Nếu mà bạn đã mang những cái tư duy không đúng trong hôn nhân cũng như là không hiểu đúng về tâm sinh lý của người đàn ông trong hôn nhân á, thì cái việc mà ly hôn sẽ là cái giải pháp để giảm bớt những cái sự ức chế và cái tâm ngã mạn của bạn á, cũng sẽ giảm xuống. Khi mà bạn tiếp cận với một người mà bạn nhìn thấy họ quan hệ tình dục với sex toy hoặc là quan hệ tình dục tự thỏa mãn mình bằng búp bê tình dục, bạn thấy gớm, bạn thấy ớn ói, bạn cảm thấy không chấp nhận được và bạn cảm thấy khinh thường người đàn ông đó khi mà người đàn ông đó dùng những dịch vụ hoặc là nuôi một em bé đường để mà thỏa mãn tình dục, bạn thấy gớm quá, bạn không chấp nhận được, thì cái việc mà bạn sống thanh cao và sống một mình sẽ là cái lý tưởng mà bạn nên chọn bạn nhé. Rất là cảm ơn mọi người đã tin tưởng và chọn tôi là người tư vấn trong những tình huống của các bạn. Xin chào.